Gì ra đồng hết nhỉ, ở kia. Từ từ nó chạy ra đang nghỉ đấy, từ từ bắt hai đợi nhá, phải 3-4 chục con này, từ từ. Ôi giời. À cho nó cho. Ờ. Ê con chuột to quá, ra đây này, đấy. Con to lắm nhá. Con chuột to. Ui giời. Đúng bộ. Con chuột to lắm. Này con. Chào đi con. Thằng Quỳnh lại chạy nó vắt ổ rồi. Đứng đây mày quay này. Đứng đây quay quay đấy, quay đấy, thế nào phải dừng đấy, nào dừng đấy mà tao xem được chứ. Đúng không? Không đi. Từ từ để bắt đuôi ông ơi. Từ từ để bắt đuôi. Cha nó lên con. Nhìn vào đây đây. Thử chạy ra, mấy cái chủ nhà. Mấy con ba con này. Cao lên. Đấy. Con to ra rồi mà. Ờ, con to ra rồi. Ai à, 4-5 con nữa, từ từ đã. Anh nhìn thấy gì, ông ngoài vậy nhé. Tay một số lấy lên cạy cạy ông ơi. Ăn được rồi. Đây. Đó vào tay. Ấy ấy, phải nói. Thầy làm quá nào. Làm quá nào. Chưa là ngách, ngách, ngách. Ngách bị luôn mà. Bây giờ nó đứt đuôi. Ai ngồi nọ. Ông ơi ông còn một con. Ai bé bé. Nhìn vào đây nhá. Từ từ để bắt, từ từ. Bây giờ thằng Quỳnh. Mẹ mày nhanh lên. Bây giờ mày ăn thôi. Mày bị chọc cái kia nó mới ra. Chọc cái này cho nó ra. Cái kia nó ra cầm trội cho nó xương mày ra. Nó. Đấy, nó ra nó nhìn được ai hiểu. Quá nhiều. À, chọc nước qua bên đây đi. Đây. Bắt lên, lao ra ngoài rồi. Kìa kìa kìa. Từ 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 từ. Nó bị ở đâu nó lao đầu ra đấy. Không vực gì. Cầm sâu không thì dưới. Đừng quốc nữa để nó chạy ra đi. Còn bao nhiêu cơ mà. Hết thế nào được mà hết. Bao nhiêu con ra đây luôn? À dạ nó. Ờ, cái chỗ này bắt còn nữa nè. Nè ông ơi. Nhanh lên thằng kia. Bệ mời được còn hoa qua sạch. Nè. Nè. Ông cầm tôi con nó mỏi tài quả đâu. Đi chưa? Để chưa. Một ương ương. Đấy, con cười cái đấy nhé. Ừ. Hát bài hát. Ừ. Ông thức à? À đi, mẹ không được dám. Con kia bể đang rồi đó, bể đang rồi, bể đang rồi. Bể đang rồi mà sợ gì. Chào ông thức nha, ông đi câu tôi đéo biết đi câu, tôi chỉ đi bắt biết bắt đi bắt chuột thôi. Nào, một hang này, một dọ luôn, ở trong hang vẫn còn. Đâu này ra được bố? Dở mà bố anh mà bố. Em cầm. Nào với bạn nói với Vivo, mình quay đợi quay dạ bạn. Đấy. Vivo. Các bạn thấy hang nào thì thôi về được thịt nhỉ? Không? Các bạn ơi nó hay hang này. Quá. Ôi ôi, tay chạy lên là mép này rồi. Ây hay.
Kia ta ăn cho ta. Đâm 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 kia, đâm kia. Bể đắng rồi mà. Bể đắng rồi mà. Từ từ ông ơi. Thôi này nó lên hết lên trên rồi. Không. Lao lên ngay nó phụt ra ngoài. Tiền nó chạy đằng kia, cái nơi của mình bị hỏng mà. Biết nó đang lắm. Nó có bị đằng kia thì cháu cũng được đấy. Chịp này là con này nhanh, con này to đi. Tôi đang quay con to đây. Hỏi đi. Đưa con này lên, nó đung. Kia. Ô, con ý bỏ con thai cho nó. Ô, nó đang lọt được từ thai. Thôi. Hỏi đi. Cho nó ra. Chào bà con này. Đi phá khỏe này, đi giúp cho nó. Ôi, tao bỏ cái nó ra cái tao mần cất rồi chứ. Nó bành cái này ra kìa. Này, bắt đầu con chị bể răng. Ây da, đi bể. Mày là không nhảy ra, nhảy ra. Ôi, là không nhảy nữa vậy. Để nhanh lắm đâu mà đơn giản là có cơ hội thoát là nó thoát thân ngay. Thôi, đéo đéo nữa. Về chưa? Thôi về đi. Thôi tụi anh em tập trung đắp bờ lại kìa. Vừa già. Anh em tập trung đắp bờ lại để về đi. À, ông ơi, tao quay cho tới ông làm cái đi nhanh nó có ra ngại. À, anh em ơi, tập trung đắp bờ lại nào. Nhiều lắm ơi luận này. Rồi. Bốn hàng này. Thôi đi về. Hoa quả sạch, hoa quả sạch, hoa quả sạch nha nè. Hoa quả sạch nha. Sang sư, sang tư. Hoa quả sạch các bạn ạ. Rửa cánh đồng mình mông. Được.